sa là gì sa human resources là ngành quản trị nhân sự các công việc của sa liên quan đến các hoạt động tuyển dụng lên kế hoạch triển khai các chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho công ty và có kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực các cá nhân phòng ban để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất các công việc trong ngành sa tuyển nhân sự mới cho công ty bao gồm các hoạt động như tìm kiếm ứng viên tiến hành phỏng vấn chuẩn bị các thủ tục để ứng viên thử việc chuẩn bị làm hợp đồng bảo hiểm xã hội thực hiện các chế độ đãi ngộ cho nhân viên mới thực hiện đánh giá năng lực nhân viên trong công ty qua kpi hay đánh giá theo hiệu suất công việc để đề xuất thăng tiến tăng lương hay luân chuyển nhân sự